Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin ngày mới sáng thứ năm ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham gia thảo luận nhiều dự thảo luật quan trọng tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Hội thảo mì Quảng nét văn hóa ẩm thực đặc sắc xứ Quảng. Việt Nam có 10 ngày để thương lượng hồi hương cổ vật. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng qua Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham gia thảo luận tại tổ với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình và Đồng Tháp. Góp ý kiến về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, một số ý kiến đại biểu về chứng thư điện tử, về chữ ký điện tử, về dịch vụ tin cậy, về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật. Quy định đối tượng sử dụng chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài là tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam tại khoản 5 điều 28 sẽ dẫn đến mâu thuẫn với các quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 4 nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử. Trong đó nêu rõ tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử, tự thỏa thuận về lựa chọn loại công nghệ để thực hiện giao dịch điện tử. Mặt khác, quy định này có thể dẫn đến việc giải thích các giao dịch điện tử được thực hiện bởi một doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nước với một tổ chức cá nhân ở nước ngoài sẽ trở nên vô hiệu về mặt pháp lý nếu họ sử dụng chữ ký điện tử hoặc chứng thư chữ ký điện tử do một tổ chức nước ngoài cung cấp. Điều này có thể tạo ra các tác động tiêu cực lớn đến các giao dịch quốc tế. Về dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng việc ban hành luật là cần thiết. Việc xây dựng và ban hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn. Các quy định cần xây dựng theo hướng ngăn chặn, hạn chế đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh vi phạm, đồng thời khuyến khích bảo vệ tổ chức cá nhân kinh doanh chân chính, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng. Đề nghị bổ sung cái cụm từ là và không tạo điều kiện để tại cái điểm N khoảng 1 điều 17 và viết lại thành ngăn cản và tạo điều kiện để người tiêu dùng được kiểm tra về sản phẩm hàng hóa dịch vụ trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc sửa đổi quy định này nhằm cho phép người tiêu dùng được phép mở bao kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhằm bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng. Chương trình tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Chiều qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 11 kỳ họp chuyên đề và công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp. Dự họp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh. Tại phiên họp, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan báo cáo các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tiến độ hoàn chỉnh các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Theo đồng chí Phan Việt Cường, kỳ họp thứ 12 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được qua một năm và họp bàn kế hoạch năm 2023 trước nhiều thách thức mới. Do đó, cần chuẩn bị và hoàn thành các nội dung kỳ họp đảm bảo thời gian quy định và chu đáo về nội dung số liệu. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo thường kỳ theo luật định, đồng thời quyết định các nội dung, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và 12 nội dung chuyên đề.
Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh chủ trì hội nghị quán triệt công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh nhấn mạnh, Quảng Nam nằm ở vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tỉnh Quảng Nam có nhiều lợi thế trong phát triển đô thị, nông thôn và miền núi. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 khâu đột phá, trong đó có đột phá về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền, không để xảy ra tình trạng chồng lấn quy hoạch với các dự án đã được chấp thuận, thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến của cơ quan chức năng và chuyên gia trước khi phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. Nhất là cần có sự tham gia của các cộng đồng dân cư đối với việc lập điều chỉnh quy hoạch để quy hoạch có tính thực tiễn cao. Tại hội nghị, Sở Xây dựng Quảng Nam đã quán triệt các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Xây dựng, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương và cơ quan chức năng phải nghiêm túc hơn, bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện có chất lượng các quy hoạch, tạo ra động lực thực sự cho sự phát triển của từng địa phương và cả tỉnh, góp phần hiện thực nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Thưa quý vị và các bạn, hội thảo mì Quảng nét văn hóa ẩm thực đặc sắc xứ Quảng được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng qua, thu hút hơn 20 tham luận đặc sắc của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhằm phân tích nguồn gốc lịch sử hình thành phát triển của món ăn mì Quảng trong văn hóa ẩm thực Quảng Nam và đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của món ăn mì Quảng. Trên cơ sở đó, xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với món ăn mì Quảng. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, các nghệ nhân mì Quảng tham dự. Quảng Nam là vùng đất đã đi qua chặng đường hơn 550 năm lịch sử, được biết đến là đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ những công trình văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị cao, được thế giới công nhận. Cùng với những nét văn hóa truyền thống, nét văn hóa ẩm thực đa sắc màu với các món ăn đi vào đời sống, vào trong ca dao dân ca, vào tâm hồn người Quảng Nam, mang đặc trưng của vùng đất xứ Quảng, đó chính là mì Quảng. Từ bao đời nay, rạo bước khắp các làng quê xứ Quảng, rất dễ bắt gặp hình ảnh những gánh mì Quảng bình dị, chân chất, đầy mộc mạc. Những gánh mì Quảng gắn liền với đời sống mưu sinh là tình cảm hun đúc từ hàng chục năm gắn bó với nghề mà người nghệ nhân gửi gắm cho thực khách. Mình trón là trón củi, cho nên chi cái lo mì không dẻo ngon, cái rồi mình đem vô mình xét ta, chứ không phải như trừ mà xét má xét đồ. Cái bà mới lồm cái nhân đó là tôm thịt thầu, nó tôm thịt thầu, chứ không có cái trứng cút, trứng vịt như trừ. Mới là có cua hầu nó là lùm cua, chứ trừ là không có cua, trừ là lùm rộm với là tôm đồ xa vừa thôi. Có bà gánh bà đi bón thì bà thái là cái nghề họ yêu thích, rồi bà bón thôi. Rồi bác đó rồi bà đi miết tới giờ trừ luôn là 50 mấy năm rồi. Nhà cửa đồ nghiêm chỉnh thấy là cũng có trăng cái gánh mì tồn tan mà đây đó thôi. Nó đơn giản đứa đó mà hắn rất là chí lý. Hắn nuôi trăng cái cuộc sống mình được, cho nên chỉ cái tâm quyết bà là bà đạt vô cái bánh mì để bà sống tới cái ngày này. Nét đặc sắc trong món ăn mì Quảng không chỉ là việc ăn uống mà là văn hóa, lịch sử, lễ nghi, thể hiện qua sự đa dạng và phong phú ở sản vật, là kinh nghiệm trải qua hàng trăm năm để tạo nên một hương vị đặc trưng trong cách chế biến riêng có của người Quảng và tồn tại như một phần không thể tách rời lịch sử mỗi làng quê, thôn xóm của vùng đất Quảng Nam. Có thể nói, mì Quảng là món ăn riêng biệt, gắn với quá trình khai cơ lập làng của vùng đất Quảng Nam. Sự ra đời tồn tại và phát triển của món ăn mì Quảng là một phần không thể tách rời các làng nghề và làng nghề truyền thống ở Quảng Nam như nghề trồng lúa, làng nghề làm bánh tráng, nghề trồng rau. Là món ăn bình dân khá phổ biến ở các làng quê xứ Quảng, có mặt ở tất cả mọi gia đình, ở trong các dịp đám chạp, lễ Tết, tiệc tùng. Điều này cũng được các nhà nghiên cứu phân tích sâu tại hội thảo. Mì Quảng là cái món ăn mà khi đi mở đất, khi vào tới cái địa danh Quảng Nam, thì người Quảng mới, trên nguyên tắc là kế thừa cái văn hóa ẩm thực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, thì đó là dùng cái gạo, lúa nước để làm nên món mì Quảng, trong đó
có thể có một số ảnh hưởng đối với văn hóa người Chăm, người Hoa, đặc biệt là người Hoa. Thương nhân người Hoa người ta có cái sự mì gọi là mì tàu. Mà sự mì đó của người Hoa thì làm bằng bột mì, bột mì. Còn người Quảng thì giờ làm bằng bột gạo. Chính vì vậy mà cái món ăn mì Quảng nó trở thành một cái món giao lưu và tiếp biến văn hóa rất là sâu đậm của người Quảng. Và nó xứng đáng với tất cả những cái sự hình thành và phát triển của cái món ẩm thực như vậy. Nó xứng đáng là một cái món ẩm thực hết sức đặc biệt, một giá trị văn hóa của người Quảng Nam. Mì Quảng gần đây đã được tôn vinh là một trong 12 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Món ăn này có thể xem là biểu tượng về ẩm thực của người Quảng Nam trong hành trình mở cõi đầy năng động, sáng tạo và hoàn toàn xứng đáng được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sáng qua tại thành phố Tam Kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2022 cho lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương. Tham dự hội nghị có trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà cho biết, hội nghị là cơ hội để các lãnh đạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, cập nhật bổ sung những quy định mới của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến 3 chuyên đề, gồm chuyên đề những vấn đề cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chuyên đề công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chiều qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị phiên quý tư năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị, chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt hơn 6.240 tỷ đồng, tăng hơn 680 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương hơn 4.730 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 487 tỷ đồng và vốn ủy thác tổ chức người khuyết tật Việt Nam là 200 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay đã có trên 38.700 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo việc làm cho trên 9.340 lao động, giúp trên 1.200 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập. Theo đó, tổng dư nợ đến ngày 30 tháng 9 đạt hơn 6.230 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 12%, hoàn thành trên 90% kế hoạch năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được từ nguồn vốn chính sách xã hội mang lại, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các thành viên ban đại diện tiếp tục tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, nhất là chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đón đoàn tại sân bay Nội Bài có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Uông Dương. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng hai nước Việt Trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban bộ ngành địa phương. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại.
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nước, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước, cũng như tình hình quốc tế, khu vực, định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định lành mạnh của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới. Hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng, tích cực khuyến khích giao lưu hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ Quốc hội Việt Nam với Chính phủ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc và giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Hai bên nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Trung Quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân. Nhất trí tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị Việt-Trung tới người dân, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và hữu nghị. Trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Sau những nỗ lực đàm phán với hãng Mellon, 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2022 theo giờ Paris, đại diện phía Việt Nam và hãng Mellon đã thống nhất được thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. Thời gian thương lượng để mua trực tiếp được hãng Mellon đưa ra là 10 ngày. Việc đưa ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31 tháng 10 năm 2022 là thành công bước đầu trong lộ trình thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. Đây là món cổ vật được cho là có liên quan đến triều Nguyễn, là một ấn bằng vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng một số bộ ngành, tổ chức, cá nhân để huy động mọi nguồn lực nhằm hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo về nước trong thời gian sớm nhất. Kể từ khi chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3, du lịch Việt Nam đã từng bước phục hồi, dần lấy lại đà tăng trưởng. Với những nỗ lực không ngừng của toàn ngành, thị trường khách du lịch nội địa đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và đã phục hồi hoàn toàn, khó khăn bọt. Thưa quý vị, xác định nhiệm vụ của đoàn là tình nguyện trên các lĩnh vực đóng góp sức trẻ để xây dựng quê hương. Anh Đỗ Văn Trân, Phó Bí thư đoàn xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ đã phát động đoàn viên thanh niên tham gia hiệu quả các phong trào tại địa phương. Học theo gương Bác, anh đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ bằng chính hành động, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đúng với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, và anh đang tạo sự lan tỏa về cách sống đẹp trong tuổi trẻ. Ngay tại thời điểm đỉnh điểm của dịch Covid-19, anh Đỗ Văn Trân, Phó Bí thư đoàn xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ đã lăn xả với công việc tình nguyện có mặt ở khu cách ly, tiếp sức cho bà con ở vùng dịch trở về quê, trực tiếp hỗ trợ tiêm phòng vaccine trên địa bàn xã và tại thành phố, vận động hỗ trợ quà cho người dân gặp khó khăn do đại dịch. Thủ lĩnh đoàn tích cực như vậy nên đã thu hút đoàn viên thanh niên làm theo. Đoàn xã đã thành lập được ngay đội thanh niên xung kích tham gia xuyên suốt công tác chống dịch. Bản thân em là một sinh viên, cho nên là việc cái hoặc là đồng đoàn ở xã, nếu mà diễn ra thì tụi em cũng cố gắng tham gia. Một lý do đó là người thủ lĩnh ở đây rất là có tâm và nhiệt huyết, cho nên là kéo được cái lửa tụi em đi lên. Xác định nhiệm vụ của đoàn là tình nguyện trên các lĩnh vực, đóng góp sức trẻ để xây dựng quê hương, Phó Bí thư đoàn xã Đỗ Văn Trân đã phát động đoàn viên thanh niên tham gia hiệu quả các phong trào Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hiến máu tình nguyện, Xây dựng nông thôn mới với những kết quả rất cụ thể, như thực hiện công trình thanh niên xanh, thanh niên tự quản ở một số tuyến đường, xây dựng hai công trình cầu dân sinh ở thôn Phú Bình và Ngọc Mỹ với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, xây dựng công trình vệ sinh và bát nước sạch cho 3 hộ dân khó khăn với kinh phí 20 triệu đồng, ra quân phát quang bụi rậm để làm đường giao thông tại các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Bản thân anh Trân đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện nên đã kêu gọi đoàn viên thanh niên xã tham gia hiến máu được 3 đợt trong năm 2021. Tham gia chương trình Hành Trình Đỏ và đã hiến được 61 đơn vị máu, trong đó hiến trực tiếp cho người bệnh 13 đơn vị máu. Đối với bản thân tôi là một cán bộ đoàn, là một thanh niên và là một đoàn viên trẻ, thì tôi nhận thức sâu sắc được cái vấn đề học tập và làm theo Bác. Tôi luôn làm gương cho các bạn đồng viên để noi theo, bằng cách là chúng ta sẽ thể hiện một cái việc làm nó thiết thực và cụ thể, không nó sung sung. Qua các những cái hành động của mình thì đoàn viên thanh niên họ thấy và họ sẽ nhận thức được những cái vấn đề mình làm là nó có ích cho nhân dân, có ích cho địa phương, thì từ đó là các bạn đoàn viên sẽ tham gia tích cực hơn. Năm 2021, anh Trân đã nhận 6 giấy khen của các cấp vì thành tích xuất sắc khi tham gia trên nhiều lĩnh vực công tác xã hội. Học theo gương Bác, anh Đỗ Văn Trân đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ bằng chính hành động mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đúng với tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và anh đang tạo sự lan tỏa về cách sống đẹp trong tuổi trẻ. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định dịch bệnh đậu mùa khỉ vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Hồi tháng 7, WHO đã lần đầu ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu với dịch đậu mùa khỉ để kích hoạt phản ứng phối hợp quốc tế và có thể thúc đẩy công tác tài trợ nhằm hợp tác chia sẻ vaccine và phương pháp điều trị trong bối cảnh dịch có dấu hiệu lây lan nhanh trên toàn thế giới. Đến nay, WHO đã nhận được báo cáo về sự xuất hiện của bệnh đậu mùa khỉ từ 109 nước thành viên trên toàn bộ 6 khu vực của WHO. Theo báo cáo mới nhất, tính đến ngày 31 tháng 10 đã có tổng cộng hơn 77.000 ca được xác nhận mắc bệnh, trong đó có 36 trường hợp đã tử vong. Hiện Mỹ là nước có số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới với hơn 28.000 ca, trong đó có 6 ca tử vong. Chi phí năng lượng tăng cao tại châu Âu đang đặt gánh nặng cho lục địa già trong khi mùa đông sắp tới. Để cắt giảm nhu cầu dùng năng lượng, nhiều quốc gia đã đưa ra các giải pháp khắc nghiệt. Một trong số đó là buộc phải đóng cửa các trung tâm và cơ sở hoạt động cộng đồng. Đây là bài toán khó khăn đối với châu Âu trong thời điểm hiện tại khi mà các hoạt động du lịch mới bắt đầu rục rịch trở lại sau đại dịch. Các nhà hát, các spa, bể bơi hay viện bảo tàng, những sân bóng là các địa điểm đầu tiên nằm trong danh sách cắt giảm hoạt động tại Hungary. Tại thành phố Szeged của Hungary với hơn 160.000 dân, hóa đơn nhiên liệu để duy trì các trung tâm cộng đồng đang trở thành gánh nặng của chính quyền. Phó thị trưởng Szeged cho biết, hóa đơn năng lượng của thành phố đã tăng tới 7 lần nhưng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ tích cực nào từ chính phủ. Tình hình cũng tương tự tại các thành phố lớn khác ở Hungary. Còn tại thủ đô Budapest, chính phủ đang tìm mọi cách để duy trì mở cửa các địa điểm công cộng của chính quyền, trong khi các doanh nghiệp kinh doanh đang gặp khó. Theo công ty dữ liệu hàng hóa ICIS, châu Âu đã tiêu thụ ít hơn 10% lượng khí đốt so với mức trung bình trong năm vào tháng 8. EU đang đặt mục tiêu cắt giảm nhu cầu xuống 15%. Hầu hết chính phủ đều ưu tiên giảm sản xuất hoặc đóng cửa nhà máy hơn là cắt điện các bệnh viện và trường học trong mùa đông. Trung tâm điều phối chung cơ quan giám sát thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine cho biết không có kế hoạch cho các tàu chở ngũ cốc di chuyển trên biển Đen trong ngày 2 tháng 11. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga ngừng tham gia thỏa thuận. Trong thông báo, Trung tâm điều phối chung nêu rõ Ban Quản lý Liên Hợp Quốc ghi nhận rằng các phái đoàn Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã nhất trí không lên kế hoạch cho bất kỳ hoạt động di chuyển nào của tàu thuyền trong sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào ngày 2 tháng 11. Trước đó, trong cuộc trao đổi với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Nga đã nhấn mạnh Ukraine cần đảm bảo không có mối đe dọa nào nhằm vào các tàu di chuyển trong hành lang vận chuyển ngũ cốc và rằng hành lang nhân đạo và các cảng của Ukraine không bị sử dụng cho các hành động chống Nga. Về phía mình, Tổng thống Ukraine cùng ngày cho biết hành lang vận chuyển cần được bảo vệ lâu dài với độ tin cậy cao và quốc tế sẽ phản ứng gay gắt đối với bất kỳ biện pháp nào làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Để kỷ niệm 175 năm ngày ra đời, công ty đường sắt Raytheon của Thụy Sĩ đã lập kỷ lục chuyến tàu chở khách dài nhất thế giới. Chuyến tàu mang tên Capricorn này gồm 100 toa, dài 1.910 mét, nặng 2.990 tấn. Tàu chạy dọc trên tuyến Angola dài khoảng 25 km trong gần 1 giờ. Đây là một trong những tuyến đường sắt có phong cảnh ngoạn mục nhất thế giới, được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008.
Trên hành trình lập kỷ lục thế giới, con tàu đã xuyên qua 22 đường hầm, trong đó có một số đường hầm xoắn ốc xuyên núi qua 48 cây cầu. Đông đảo người dân đã xếp hàng dài trong thung lũng để ngắm nhìn đoàn tàu dài nhất chạy qua dải Amper. Kỷ lục này được thiết lập nhờ sự hỗ trợ của công ty đóng tàu Stadler. Công ty đường sắt Raytheon hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách tham gia trải nghiệm trên hành trình này trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, độ ẩm từ 48 đến 85%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 48 đến 85%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm từ 45 đến 83%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, độ ẩm từ 45 đến 83%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm từ 45 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, độ ẩm từ 45 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Pra mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, độ ẩm từ 48 đến 93%, gió nhẹ.